Chị Hằng ơi. Hả? Sao mà năm học mới rồi đấy? Đi sắm đồ dùng học tập đi. Trời ơi, bây giờ vẫn còn sớm mà em. Bao giờ đi học rồi hẵng mua vẫn được mà. Nhưng mà các bạn bảo đi sắm đồ dùng học tập đi. Đi mà, chờ các bạn đi mà chị Dương. Rồi. Chiều thì chiều, hôm nay thì các bạn hãy cùng chị em mình đi sắm đồ dùng học tập. Còn em Lộc thì mẹ đã sắm cho hết rồi các bạn ạ. Cho nên hôm nay chỉ hai chị đi thôi nha. Vâng. Được rồi, giờ thì let's go đi. Đã tới nơi. Con chào cô Tám. Chào cô Tám. Cô Tám ơi, mấy cái đồ dùng học sinh ở đâu vậy ạ? Ồ, ở đây hết ạ. Trời ơi, nhiều đồ quá trời, em thiếu cái gì em chọn đi. Em thiếu màu. Đấy, chọn màu đi, chị chọn mấy cái màu. À chị em ơi. Hả? Màu Doraemon mà chị bảo này. Mua hộp to ấy. Ô cô Tám ơi, cái bọc sách mà nó dán thẳng vào sách luôn đâu à? Đây là bọc sách. Đây à? Bọc sách này mình đem về mình bọc xong rồi để truyền cho em Tú với em anh. Bọc này có bao nhiêu cái đây? Một bọc này 10 cái ạ. Thế con mua 2 bọc nhé. Đây nữa thì phải. Đây. 2 cái bọc, ok. Một hộp compa nữa đi. Đâu, em thiếu cái nào? Thước này. Ở đây có rất nhiều đồ luôn các bạn. Thôi để ra đây. Bút thì mình cũng đã có. Giờ thì chọn thêm cái thước. Đây, mình dùng thước cứng nha các bạn. Nói chung là đồ năm ngoái vẫn còn rất là nhiều. Giờ chỉ sắm thêm một vài thứ thôi. Rất là nhiều luôn này. Đấy, ở đây có bạn nào thiếu đồ không? Mua này. Em chọn được màu thước với cái gì nữa? Hết rồi chị. Hết rồi chứ. Ôi vậy sao kể thiếu lắm đồ vậy. Màu chị bảo này. Ừ, lấy cho chị một hộp. Ok. Cầm đấy. Thước chị đâu? Chị để ra bàn thôi. Đây. Đây chị muốn lấy cái hộp này này. Ồ đây thôi. Mặt mũi. Đây. Một cây hồng. Hồng trắng, ok. Hồng đen. Ừ, sơ qua mình cũng chỉ cần như vậy thôi. Còn em Tú cần gì nữa? Em hết rồi. Hết rồi à? Rất trời nhanh. Rồi, em ra tính tiền để xem là bao nhiêu nhé. Hai cái bọc này. Để xem bút em còn thiếu không? À em còn. Thiếu cái nào? Em thiếu bút bi. Bút bi á? Đâu bút bi nào? Nhiều bút quá em tôi không có sự lựa chọn luôn các bạn. Không có bút bi bấm. Đây. Đấy bút bi gì? Không phải thôi tí ấy chăng? Đây mực xanh. À rồi, em Tú mua ngòi bút chì các bạn. Đấy. Đây cô Tám ơi.
Dạ chị em mình tính tiền. À, mua cái ruột này. Một cái chân gà bao nhiêu tiền ạ? Sơ sơ như vậy là chị em mình cũng đã chọn hết rồi đấy. Bây giờ các bạn hãy cùng mình về để xem là hôm nay chị em mình đã sắm được những cái gì nhé. Đi, đi. Đứa tụi học tập đây rồi. Bây giờ các bạn cùng mình lên nhà xem là hôm nay chị em mình đã sắm được những cái gì nhé. Đi, 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 đi. Hello em Lộc, ngồi đợi bọn chị à? Vâng. Nào, giờ thì em Lộc hãy cùng bọn chị xem là hôm nay chị em mình mua được cái gì nhé. Vâng. Đi, đi. Trời ơi. Đi ra đây. Đi. Đây, đây chính là đồ dùng học tập của chị em mình này. Là để xuống đây. Nào, mở ra. Của chị gồm có compa. Đây, một bộ compa nha các bạn. Một bộ màu. 1 2 tập bọc. Đấy. Một cái trước. Còn bút là mình có rồi nha các bạn nha. Của em Tú. Màu. Bút, ruột bút chì. Rồi gì nữa? Thước chấm hết. Đấy, em Tú kể thiếu rất là nhiều xong rồi ra chọn được 3 món. Lúc mà em đi mua bút cho Lộc ý, thì em lại sắm đồ dùng của em rồi nên là thôi. Thế sao vừa nãy em kể với chị thiếu nhiều vậy trời? Sách thì em Tú sẽ học tiếp sách của mình nha các bạn nha. Em đây của chị. Em Lộc ngồi lên đây. Em ngồi đây. Đấy, trồng chỗ này là thiệt hại hết 104k. Đấy. Không biết là một cái bọc này bao nhiêu ta. Một tập này là sẽ có 10 cái bọc các bạn ạ. Đấy, giờ các bạn hãy cùng mình vào sách lớp 9 nha. Sách lớp 9 này rồi các bạn ơi. Đem lên bọc với mình nha. Trời ơi, sao tối quá vậy. Đây. Sách lớp 9 đây các bạn ạ. Giờ các bạn hãy cùng mình bọc nhá. Đầu tiên là công nghệ này. Đây. Chị ngồi cho bể cá này. Thôi. Cái bọc này là nó dán luôn vào sách các bạn ạ. Cho nên là nó sẽ không có bị xê dịch đâu. Và cái này dán vào luôn cho nên là phải dán cẩn thận. Thưa thưa. Ôi, chị có tận 2 công nghệ luôn à? Đúng rồi, năm nay có tận 2 công nghệ đấy các bạn ạ. Không biết là của các bạn có giống mình không? Này thừa là phải cắt đi. Lâu rồi cũng không dán. Một năm rồi mới dán lại một lần đấy các bạn. Ôi, thì học hết một năm thì phải thay sách mới này chả phải tay. Thì thế. Đã chị tí. Chỗ nào thừa cắt luôn từ bây giờ cho nó dễ làm nha các bạn nhé. Mình xem quyển lớp 9 của chị Dương. Công nghệ. Ui, cây xoài nè. Sách khoa học tự nhiên. Sách khoa học tự nhiên này là dày lắm ấy các bạn. Giáo dục công dân. Mình xem luôn từ bây giờ để khi nào vào năm học mới đỡ phải bỡ ngỡ. Tin học này không giống lớp 8. Ủa em Tú ơi. Dạ. Cái kéo của em đâu rồi? Ở tầng dưới. Thế em không bảo. Ơ. Thế thôi các bạn đợi mình đi xuống dưới để mình lấy cái nhá. Hoạt động trải nghiệm. Sách lớp 9 này mình không biết là nó có gì không. Tập
có chữ. Ui, mỹ thuật nè. Mình thích nhất là môn mỹ thuật luôn. Trời ơi, con gì đấy? Con mèo. Chị ơi, nếu mà chị cắt sai làm sao? Chị phải đo xong chị mới cắt chứ không sai được đâu. Thế có thương này sao chị ông đo? Làm sao mà phải đo? Ơ, chị bảo đo mà. Chị có đo đâu. Đấy, mỗi góc cắt một ít các bạn ạ, để cho nó vừa. Chị em có thích môn mỹ thuật không? Mỹ thuật à? Chị vẽ không đẹp mấy nhưng mà vị mỹ thuật thì cũng thích. Bên đây cũng cắt một chút. Chị đang bọc thôi, còn sách lớp 8 là chị bọc rồi. Em Lộc đang làm gì đấy? Em đang chơi. Chơi á? Vâng. Chơi gì vậy? Em chơi buồn. Hả? Chơi buồn. Chơi buồn là chơi gì trời? Rồi dán nha. Bức tường thì cũng đã cắt xong để dán rồi. Đấy, nó sẽ như thế này. Giờ mình bóc các cạnh này ra. Bóc cái miếng bọc này ra. À, em Lộc đang mượn màu của chị Dương. Em đang xem màu. À. Lộn nha các bạn nha, lộn. Wow. Ở bên này mới đúng này. Trải ra đây lâu rồi, không dán quên mất tiêu. Đây. Hí hoay mãi mới bóc được à. Sao chị để cái vỏ này lên làm gì? Quên. Chị Dương mấy ngày nay cứ kiểu gì ấy các bạn? Ăn giết lũ. Ê, ê, ê. Giữ không thì gió bay. Tí dính tay em. Dán từng mặt trước các bạn ơi. Rồi giờ gấp lại này các bạn này. Đấy, như thế này. Cẩn thận từng cạnh một luôn. Rồi. Dán cái này phải dán chuẩn chứ không mà dán không chuẩn phát là thôi đấy các bạn ơi. Sao em lặp lại ngồi kia? Đấy, vậy là mình đã dán xong một mặt rồi này các bạn. Cái mặt đầu luôn luôn là cái mặt mà nó ấy nhất. Nó khó. Đúng rồi. Nào, giờ đợt này mới cần dùng thước này các bạn ơi. Các bạn biết mình dùng thước làm gì không? Để làm gì chị? Để in mà cho nó mịn. Wow, chị lấy thước em à? Thước nào nó chả thế. Đây giờ em cầm kéo ra giúp chị nha, kéo từ từ nha. Ok. Đấy, còn mình ở đằng này này. Mình dí theo. Từ chứ. Chị coi bên đằng đấy cho các bạn xem. Đây. Làm như này là nó mượt như sắp siêu. Mượt như sắp siêu. Đấy. Để em thử đi chị. Ấy. Thôi, phòng mình công nghệ thứ hai rồi.
Thôi em quay cho chị đi. Mệt quá, sợ. Rồi. Đó, như vậy là mình đã bỏ một quyển rồi đấy. Hết gần 10 phút chứ nhiêu. Ok, vậy là mình đã đọc xong một quyển công nghệ rồi này các bạn. Đấy, các bạn thấy như thế nào? Nó rất là dễ luôn đấy các bạn ơi. Chẳng qua là mình không khéo cho nên là nó mới hơi nhăn nhúm ở đằng sau một xíu. Nhưng mà bọc như này bền phết đấy các bạn. Được. Bọc tiếp. Ôi, không biết trong ngày cưới công nghệ có những gì. Đấy, Tú lại đi khám phá để năm sau nữa học cho đỡ bỡ ngỡ các bạn. À, trong quyển công nghệ của chị Giang là có công nghệ. Tính ra là em không nói ai cũng biết luôn. Rồi, giờ thì mình bọc hết, các bạn cùng xem trong bao lâu thì mình sẽ bọc xong nhá. Nào, bọc nhá. Đầu tiên là mình sẽ xé cái đoạn ở giữa này ra trước. Rồi. Rồi. Rồi cho cái quyển này vào giữa. Đấy. Rồi, ok, miết ra. Em Tú ơi, kéo ra cho chị. Em Lộc ơi, đưa cho chị một cái thước. Ok, chị xin. Kéo ra. Đấy, cái cách này làm dễ hơn đấy các bạn. Và nhanh hơn nữa. Đấy, chị lại bảo nữa. Mình chưa thấy ai bọc sách mà bất ổn như thế này. Chắc có mỗi mình thôi các bạn ạ. Bởi vì mình hậu đậu. Nó mà gắt một phát nghe. Là thôi nghe. Nó dính cả hai cạnh luôn các bạn. Ba cạnh. Vỗ tay. À, không sao, sự cố nào cũng đã qua đi rồi. Đấy, một cạnh đã xong. Một cạnh nữa. Cạnh cuối cùng. Đấy, đã xong một mặt, còn một mặt nữa nha các bạn nha. Còn em giúp gì không? Có ạ, em kéo ra. Nên có hai người làm thì nó sẽ nhanh hơn nha các bạn nha. Đấy. Tí nữa thì dán nhầm. Ok. Đã xong hai quyển công nghệ rồi đấy các bạn ơi. Đấy, nếu như mà để mình bọc sách như thế này thì sẽ hơi lâu ấy, cho nên là giờ mình sẽ cắt đoạn. Để xong rồi tí nữa bọc xong mình sẽ khoe với các bạn nhé. Ủa, to ra các bạn ơi, mình đã bọc xong hết sách rồi này. Đấy, không biết các bạn lớp 9 bây giờ có bọc sách giống như mình không. Còn mình bọc sách vào để cho nó mới, nó không bị nát. Đến lúc em Tú lên lớp, em Tú học. Đấy, xong rồi sau thì em anh cũng có thể học tiếp. Bởi vì em Tú học xong nó vẫn còn mới các bạn ạ.
em nghe học xong thì em Mít với em Lộc ở lớp thấp quá, chưa đến tuổi học đến, cho nên là em nghe anh sẽ có thể cho các bạn hàng xóm nếu như mà các bạn ấy đến tuổi đấy. Trời ơi, rất là tiết kiệm đúng không các bạn, không cần phải mua đấy. Được rồi, giờ thì video của chị em mình đến đây là kết thúc. Các bạn đã xem video nhớ like, đăng ký, rung chuông và chia sẻ ủng hộ cho em mình nhé. Chào các bạn.